đoán và điều trị bệnh gan nhiễm mỡ liên quan chuyển hóa của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Khánh Tường, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch. Xin chào tất cả các thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Thì hôm nay tôi xin phép được trình bày về vấn đề cập nhật, chẩn đoán và điều trị bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến chuyển hóa. Thì đầu tiên là chúng ta cùng nhau là xem thử cái thuật ngữ mới, tức là bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến chuyển hóa metabolic associated fatty liver disease, nó được thay thế cho cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu trước đây là NAFLD như thế nào. Thì đối với cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu trước đây á, thì mình chẩn đoán dựa vào tiêu chẩn đoán loại trừ, tức là trên một bệnh nhân có nhiễm mỡ gan và chúng ta loại trừ các nguyên nhân khác, ví dụ như viêm gan B, viêm gan C, đặc biệt là rượu và thuốc, thì chúng ta mới chẩn đoán. Còn đối với cái bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến chuyển hóa là chúng ta chẩn đoán xác định, có nghĩa là chúng ta chỉ cần bệnh nhân đủ các tiêu chuẩn, ví dụ như có sự hiện diện của béo phì, đái tháo đường hoặc là ít nhất là hai những cái rối loạn về chuyển hóa cộng với hình ảnh nhiễm mỡ của gan thì chúng ta chẩn đoán là MAFLD. Và như thế là trên những bệnh nhân MAFLD thì có thể có hai hoặc nhiều nguyên nhân, có thể là kèm theo cả cái bệnh gan nhiễm mỡ do rượu. Về cái tần suất của cái MAFLD là cái thuật ngữ mới và trước đây là NAFLD, thì cái NAFLD ở châu Á của chúng ta thấy cái tần suất của nó nhiễm mỡ khá là cao, chiếm khoảng trung bình 27,3%, có nghĩa là không có thấp hơn so với các nước ở châu Âu nha, châu Âu chỉ có 23,71%. Như vậy cái những cái quan điểm trước đây là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thường xảy ra ở những cái nước giàu, những cái nước châu Âu ở Mỹ là một cái quan niệm đã được thay đổi, và nó cũng hiện nay cái bệnh lý này cũng gặp khá là nhiều ở châu Á. Và nếu chúng ta sử dụng cái định nghĩa mới là MAFLD thì tôi nghĩ là cái tỷ số lệ này nó còn nhiều hơn nữa. Về cái tiêu chuẩn chẩn đoán của bệnh gan nhiễm mỡ không liên quan đến chuyển hóa thì những người lớn mà có cái hình ảnh nhiễm mỡ ở gan có thể là trên một cái hình ảnh chẩn đoán hình ảnh như siêu âm chẳng hạn, hoặc MRI CT, hoặc là có những cái dấu, những cái điểm, những cái dấu ấn mà cho thấy nhiễm mỡ trên xét nghiệm máu hoặc là bản sinh thiết gan. Thì nếu những người này mà có kèm theo quá cân hoặc béo phì, đối với châu Á là trên 23, BMI trên 23, hoặc là bệnh nhân có kèm theo đái tháo đường thì bệnh nhân được xác định là MAFLD. Còn đối với những bệnh nhân mà có cân nặng bình thường hoặc thậm chí là giảm là cân nặng gọi là lean, tức là những người gầy, BMI dưới 23, thì bệnh nhân này chỉ cần có hai tiêu chuẩn là có rối loạn về nguy cơ chuyển hóa thì được chẩn đoán là MAFLD, bao gồm ví dụ như là vòng eo, bao gồm như huyết áp trên 130/85, triglyceride trên 150 mg trên decilit, hoặc là HDL dưới 40 mg trên decilit, tiền đái tháo đường, chẩn đoán dựa vào đường huyết nói hoặc là đường huyết sau ăn, hoặc là có tình trạng là điểm đề kháng insulin nó cao trên 2,5, hoặc là có tình trạng CRP trên 2 mg trên lít. Chỉ cần hai trong các tiêu chuẩn này thì bệnh nhân được chẩn đoán là MAFLD. Như vậy hiện nay cũng theo đây là những cái tiêu chuẩn mới, đó là của cái hiệp hội nghiên cứu bệnh gan châu Á Thái Bình Dương, mình gọi tắt là APASO. Thì như vậy về nguyên nhân thì chúng ta sẽ có ba nhóm nguyên nhân gây ra cái bệnh gan nhiễm mỡ, đó là bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến chuyển hóa, liên quan đến rượu và liên quan đến các nguyên nhân khác. Trong đó bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rượu thì có một cái tiêu chuẩn là uống rượu đáng kể. Cái tiêu chuẩn này cũng cũ và thêm cái tiêu chuẩn mới về uống rượu mà gọi là nghiện rượu. Và trên một bệnh nhân gan nhiễm mỡ có thể tồn tại hai hoặc là ba nguyên nhân. Về yếu tố nguy cơ của MAFLD thì cũng giống như là yếu tố nguy cơ của NAFLD trước đây, tức là trên bệnh nhân quá cân béo phì, bệnh nhân nhiễm béo kéo bụng trung tâm, những bệnh nhân mà có cái tình trạng rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, hội chứng chuyển hóa đề kháng insulin, hoặc là có những cái yếu tố về vấn đề thức ăn uống, tức là ăn quá nhiều calorie ha, những cái thức ăn có nhiều mỡ bão hòa và cholesterol, và chế độ sinh hoạt của nó là ít, những cái hoạt động về thể thao, những hoạt động về thể chất. Về cái biến chứng của MAFLD là gì, chúng ta cũng như là NAFLD thôi, tức là có hai nhóm biến chứng, một nhóm biến chứng lên bệnh lý gan và một nhóm ở ngoài gan. Nhóm biến chứng lên bệnh lý gan ví dụ như là gây ra tình trạng viêm gọi là NASH, gây ra tình trạng sơ hóa nặng,
tức là từ F3 trở lên gây ra tình trạng sơ gan mất bù, ung thư biểu mô tế bào gan và cuối cùng là ghép gan. Các biến chứng bên ngoài gan lại là những cái biến chứng mà thực sự là những cái biến chứng mà gây ra nguy cơ tử vong rất là cao cho những cái bệnh nhân mắc phổi. Đó là những cái biến chứng liên quan đến bệnh lý tim mạch, những cái ung thư ở bên ngoài gan, những cái bệnh lý thận mạn, loãng xương và những cái rối loạn về chức năng và suy chức năng trong vấn đề thải ghép sau khi ghép gan. Như vậy chúng ta kế tiếp là chúng ta chẩn đoán MAFLD. Chúng ta chẩn đoán MAFLD đầu tiên là chúng ta xác định MAFLD dựa vào các tiêu chuẩn của cái APASOL mà vừa được trình bày. Thứ hai, chúng ta xác định mức độ nhiễm mỡ. Lý do tại sao chúng ta xác định mức độ nhiễm mỡ là vì cái mức độ nhiễm mỡ người ta nghiên cứu thấy rằng nó có tương ứng với cái mức độ sơ vữa động mạch cảnh, tức là mức độ hẹp của động mạch cảnh. Do đó nó cũng có ảnh hưởng đến cái mức độ của cái nguy cơ đến nguy cơ nguy cơ của bệnh lý tim mạch hoặc là nguy cơ stroke. Chúng ta đánh giá bệnh nhân này có tình trạng viêm hay không, vì nếu mà không có tình trạng viêm á thì là không có tình trạng sơ hóa sơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan. Chúng ta đánh giá tình trạng sơ hóa gan, đặc biệt là đánh giá tình trạng sơ hóa có nặng hay không, tức là từ F3 trở lên, để chúng ta có cái chiến lược phòng ngừa ung thư biểu mô tế bào gan, vì cái nhóm mà từ F3 là nguy cơ ung thư rất là cao. Và chúng ta đánh giá những cái biểu hiện ngoài gan, đặc biệt là những cái biểu hiện về tim mạch, đái tháo đường. Đầu tiên là đánh giá nhiễm mỡ. Đánh giá nhiễm mỡ thì theo cái hướng dẫn của APASOL thì siêu âm vẫn là cái phương tiện đầu tay. Tuy nhiên cái siêu âm có thể là không có đủ để đánh giá những trường hợp nhiễm mỡ nhẹ, tức là dưới 20-30%. Chúng ta có thể sử dụng FibroScan Cap. FibroScan Cap hiện nay chúng ta ở Việt Nam chúng ta có là nhiều cơ sở y tế là có cái phương tiện này. Chúng ta xác định được nhiễm mỡ ở mức độ nhẹ từ 5-6% trở lên, đồng thời chúng ta định lượng được cái mức độ nhiễm mỡ luôn. Và ngoài ra thì chúng ta còn có cái MRI, tức là đo cộng hưởng từ, ví dụ như MRI PDFF hoặc là MRI S, tức là MRI mà đo nhiễm mỡ đó, thì hiện nay được xem là tiêu chuẩn vàng để xác định nhiễm mỡ, có thể thay thế được cái sinh thiết gan. Tuy nhiên nó không được khuyến cáo sử dụng thường quy trong thực hành lâm sàng, mà thường họ sử dụng trong những cái thử nghiệm thôi. Và kế tiếp chúng ta sẽ qua cái đánh giá viêm, tình trạng viêm gan, tức là bệnh nhân này đã có viêm chưa hay là chỉ nhiễm mỡ đơn thuần. Thì chúng ta thấy là đến hiện nay thì có rất là nhiều các phương tiện để đánh giá nhiễm có viêm gan hay không. Nó có thể là dựa vào những cái dấu ấn sinh hóa hoặc là những cái phương pháp về hình ảnh, thậm chí cả MRI. Tuy nhiên theo cái hướng dẫn của APASOL năm 2020 thì hiện nay chưa có một phương tiện nào đủ mạnh có thể thay thế sinh thiết gan để chẩn đoán viêm gan nhiễm mỡ. Do đó cái phương tiện mà để xác định được cái tình trạng viêm hay không viêm á, thì vẫn dựa vào sinh thiết gan. Tuy nhiên chúng ta biết là cái sinh thiết gan nó là không có thông dụng và nó không có phổ biến ở các bệnh viện, và hầu như hiện nay là chúng ta không có thực hiện cái sinh thiết gan để chẩn đoán có viêm hay không. Như vậy làm sao trên lâm sàng chúng ta có thể gợi ý cái tình trạng viêm gan nhiễm mỡ? Đầu tiên khi có tình trạng viêm thì chúng ta sẽ thấy men gan nó tăng. Đặc điểm là ALT nó sẽ lớn hơn AST và nó tăng vừa phải, và thường nó vừa không vượt quá 200 đơn vị trên lít. Và chúng ta để ý rằng là cái men gan này nó tăng á, thì nó có nguy cơ là bệnh gan viêm gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên nó bình thường chúng ta không loại trừ được. Do ngay cả những trường hợp mà men gan nó tăng á, thì chúng ta cũng phải loại trừ các nguyên nhân mà thông thường nó gây làm tăng men gan, đặc biệt là viêm gan virus B và C, và thậm chí cả là cái bệnh Wilson hoặc là bệnh ứ đồng và ứ sắc. Đây là những cái xét nghiệm chúng ta nên làm để loại trừ những cái nguyên nhân có thể làm tăng men gan. Một cái dấu nữa giúp chúng ta gợi ý tình trạng viêm gan nhiễm mỡ đó là cái tăng ferritin. Thì đây là một cái meta-analysis nghiên cứu trên 10 nghiên cứu cho thấy rằng là những cái bệnh nhân mà NASH mà có tăng ferritin á, thì nó có liên quan đến cái tổn thương tế bào gan, tức là tình trạng viêm và tổn thương tế bào gan, có nghĩa là có khả năng nó là NASH, do đó chúng ta cần đánh giá hơn nữa. Kế tiếp là chúng ta đánh giá sơ hóa, đặc biệt là chúng ta đánh giá xem có nguy cơ có sơ hóa từ F3, sơ hóa nặng hay không. Thì có thể sử dụng những cái phương tiện dấu ấn sinh hóa, biomarker, ví dụ như FIP F4 chúng ta biết rồi, hoặc NOM-FS, hoặc là những cái phương tiện đánh giá độ cứng của gan, ngay cả là ACFI hoặc FibroScan hoặc MRI-E. Và sau đó chúng ta sẽ phân tầng, nếu mà có phân tầng là bệnh nhân này là có nguy cơ cao, tức là từ F3 trở lên, thì chúng ta đưa đến những cái chuyên gia về gan để họ xem xét và họ đánh giá. Và trong cái khuyến cáo của APASOL thì họ sẽ sử dụng các phương pháp không xâm lấn. Người ta khuyến cáo sử dụng các phương pháp không xâm lấn để đánh giá sơ hóa nặng hay tiến triển, tức là F3 trở lên, bằng FibroScan
bằng phương pháp siêu quay electrography, tức là siêu âm đàn hồi sóng biến dạng, hoặc là những cái dấu ấn sinh học, ví dụ như thiết F4 hoặc là nông FS, hoặc là tốt nhất là chúng ta nên phối hợp với nhau để chúng ta có thể chẩn đoán xác định. Đối với những trường hợp mà xơ gan mà có liên quan đến MAPFOLD thì sao? Thì đặc điểm là đôi khi những bệnh nhân xơ gan mà do MAPFOLD nó thì hiện tại dù có sinh thiết cũng không có được những cái tiêu chuẩn về điển hình trên mô bệnh học. Cho đó chúng ta xem xét nếu mà nghi ngờ cho những bệnh nhân xơ gan do MAPFOLD, nếu bệnh nhân xơ gan cộng thêm có những cái dữ liệu liên quan đến MAPFOLD mà được được sinh thiết gan trước đây, tức là trước đây hiện tại không có nhưng mà trước đây nếu có sinh thiết có cái biểu hiện của MAPFOLD thì chúng ta có thể chẩn đoán nguyên nhân hiện nay xơ gan là do MAPFOLD, hoặc là chúng ta có những cái bằng chứng mà trước đó về tình trạng nhiễm mỡ của gan. Và chúng ta lưu ý rằng trên những bệnh nhân này có thể có hai cái nguyên nhân luôn, tức là có thể có sử dụng rượu trước đó và MAPFOLD luôn. Cuối cùng là chúng ta đánh giá những biểu hiện ngoài gan. Đây là khuyến cáo của APASOL 2020, quan trọng là cái nguy cơ tim mạch ha, và những cái rối loạn lipid máu, những cái đái tháo đường chúng ta cũng phải đánh giá và can thiệp để giảm những cái nguy cơ. Chúng ta có cái phần kế tiếp là điều trị MAPFOLD. Thì điều trị MAPFOLD bao gồm chúng ta thay đổi lối sống và tập thể thao. Đây được xem là một cái nền tảng chính trong điều trị MAPFOLD, cũng tương tự như NASFOLD trước đây thôi. Chúng ta điều trị cái nguy cơ, chúng ta điều trị NASH, tức là tình trạng viêm gan, và đặc biệt có một nhóm đặc biệt chúng ta sẽ đề cập đến. Đối với điều trị mà yếu tố điều trị NASH, tức là chúng ta điều trị cái viêm gan đó, thì đây người ta đề cập đến cái khuyến cáo là đề cập đến pioglitazone và vitamin E ha. Về thay đổi lối sống thì người ta nhận thấy rằng là những bệnh nhân không viêm gan nhiễm mỡ hoặc xơ hóa thì cũng nên tư vấn chế độ ăn uống lành mạnh và hoạt động thể chất và phương pháp không dùng thuốc. Và cái quan trọng là những bệnh nhân thừa cân béo phì và thậm chí không béo phì luôn vẫn có thể có lợi trên từ việc giảm cân. Và cái mục tiêu giảm cân đối với thừa cân béo phì là 7-10% cân nặng. 7-10% cân nặng này thì giúp cải thiện men gan và mô học. Các chiến lược ăn kiêng, chúng ta vừa phối hợp chế độ ăn vừa phối hợp tập thể dục thì nó sẽ có hiệu quả trong giảm men gan, giảm mỡ gan và cải thiện mô học. Đối với những cái thuốc mà để điều trị tình trạng viêm gan nhiễm mỡ NASH thì người ta thấy pioglitazone đối với 6 tháng trên bệnh nhân đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường thì cải thiện được nhiễm mỡ, cải thiện được tình trạng viêm. 18 tháng thì cải thiện được tình trạng xơ hóa trên bệnh nhân đái tháo đường. Và thậm chí trên bệnh nhân không đái tháo đường thì pioglitazone cũng cải thiện về mô học gan. Tuy nhiên, một trong những cái người ta rất là lưu ý khi sử dụng pioglitazone đó là gây tăng cân phù và giảm mật độ xương. Về metformin thì các guideline hôm trước đây đối với NAFLD thì thấy là thậm chí hiện nay cũng thấy rằng là metformin không được khuyến cáo vì người ta thấy không có cải thiện về mô học ở gan ở trên bệnh nhân MAPFOLD. Tuy nhiên, người ta thấy MAPFOLD nó có thể metformin có thể cải thiện được đề kháng insulin và đặc biệt là giảm được nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan. Đây là một cái mới ha, mà chúng ta cần lưu ý là metformin là giảm được nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan cho những bệnh nhân đái tháo đường. Vitamin E chúng ta cũng đã biết là một trong những thuốc được khuyến cáo để điều trị NAFLD trước đây. Thì người ta thấy vitamin E cải thiện mô học ở bệnh nhân có tình trạng viêm gan nhiễm mỡ. Và đặc biệt gần đây thì người ta thấy rằng vitamin E giảm được nguy cơ tử vong, ghép gan và mất bù ở gan ở những bệnh nhân có nguy cơ cao, tức là xơ hóa từ F3 trở lên hoặc xơ gan. Tuy nhiên khi sử dụng vitamin E lâu dài, đặc biệt ở nam trên 50 tuổi và thời gian kéo dài từ 2-3 năm trở lên thì có thể tăng nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến với cái nguy cơ của nó khoảng từ 1 đến 2 lần. Statin thì statin nó không có lợi trên cái mô học của gan, tuy nhiên statin được giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch ở bệnh nhân MAPFOLD, do đó nó được khuyến cáo ở tất cả bệnh nhân MAPFOLD mà có tình trạng tăng lipid máu. Tôi cũng xin phép được vài phút nói về cái SAM. SAM tức là S-adenosine methionine, tức là cái SAM này là cái chu trình SAM này nó có liên quan đến vấn đề tổng hợp glutathione. Thì chúng ta biết là các tế bào gan thường xuyên và tiếp xúc với các yếu tác nhân oxy hóa và độc chất nên rất là dễ bị tổn thương và bị thiếu hụt glutathione. Và glutathione là một cái chất chống oxy hóa tự nhiên tham gia vào quá trình khử độc của gan. Đây là một cái chất khử độc rất là mạnh. Và cái chất SAM này từ thực phẩm thì có thể bổ sung được glutathione và khôi phục được khả năng bảo vệ gan. Các nghiên cứu gần đây thì cho thấy rằng ở bệnh nhân mà gan do rượu hoặc là bệnh gan không do rượu như MAPFOLD thì việc bổ sung 1,5 SAM, 1,5 mg SAM mỗi ngày thì làm tăng được nồng độ glutathione ở gan. Và đây là cái vai trò của SAM trong sinh hóa tế bào, nó có ba cái vai trò, có những bốn cái vai trò chính. Nó là cơ sở cho tác động tái tạo, nó giúp kiểm soát sự phát triển tế bào kháng viêm, nó là có tính giải độc,
đối kháng độc tính của gốc tự do và các chất độc của gan, và nó có vai trò quan trọng trong chức năng và tính toàn vẹn của tế bào. Và đây là cái nghiên cứu của Sam trong cái viêm gan nhiễm mỡ được thiết kế trên 90 bệnh nhân ngẫu nhiên uống 1.2 800 mg hoặc là placebo. Thì kết quả như thế này: sau 10 ngày uống thuốc Sam, 1 tháng, 4 tháng và sau 2 tháng sau khi ngưng thuốc, tức là khoảng tháng thứ 6, thì người ta nhận thấy rằng cái mức độ men gan ALT trong suốt quá trình điều trị và sau khi hoàn thành điều trị ở cái nhóm 1.2 mg đều giảm hơn 1.8 và giảm hơn rất là nhiều so với nhóm chứng. Và mức AST cũng vậy. Do đó kết luận là Sam có thể giảm men gan hiệu quả và duy trì trong quá trình điều trị và sau khi ngưng điều trị. Ngoài ra thì Sam còn giảm được các triệu chứng khó tiêu. Chúng ta thấy là cái khác biệt có nghĩa thống kê từ nhóm 1.2 800 mg và nhóm chứng, và theo thời gian thì cái triệu chứng khó tiêu nó sẽ giảm dần. Ngoài ra cái nghiên cứu này cũng cho thấy rằng là sau 1 tháng thì Sam nó giảm triệu chứng suy nhược tốt hơn so với nhóm đối chứng ở cả hai hàm lượng 1.2 mg và 800 mg. Như vậy là thêm một cái tác dụng nữa là Sam có xu hướng làm giảm triệu chứng suy nhược trên bệnh nhân NASH. Cuối cùng là những cái khuyến cáo điều trị với trẻ em. Thì đối với trẻ em thì cái khuyến cáo chủ yếu là cái thay đổi lối sống và tập thể dục thường xuyên. Cái thay đổi lối sống bao gồm can thiệp chế độ ăn uống, hoạt động thể chất, tư vấn dinh dưỡng và tâm lý là chiến lược phòng ngừa và điều trị duy nhất cho bệnh nhân mắc phổi ở trẻ em. Người ta chưa tìm thấy một cái phương pháp điều trị bằng thuốc nào hiệu quả và an toàn cho sơ hóa ở trẻ em mắc phổi. Đối với bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan có liên quan đến mắc phổi thì người ta thấy rằng vấn đề kiểm soát đái tháo đường và béo phì là rất có lợi cho những bệnh nhân này. Và đặc biệt metformin có thể là một cái phương pháp điều trị có lợi ở bệnh nhân bệnh gan mà ung thư biểu mô tế bào gan liên quan đến mắc phổi mà mắc đái tháo đường tiếp 2. Và cái mức albumin huyết thanh là một cái yếu tố tiên lượng. Kết luận lại, MAFFOL là một cái thuật ngữ mới được thay thế cho NAFFOL. MAFFOL tức là chẩn đoán dựa vào chẩn đoán xác định dựa vào các tiêu chuẩn. Chúng ta thấy là những cái tiêu chuẩn mới năm 2020 của cái Hiệp hội Tiêu hóa châu Á Thái Bình Dương thay thế cho NAFFOL trước đây là một cái chẩn đoán loại trừ nhiễm mỡ và loại trừ các nguyên nhân khác. Về chẩn đoán MAFFOL thì ngoài khi chúng ta xác định MAFFOL, chúng ta xác định được cái mức độ nhiễm mỡ có thể dựa vào cái FibroScan Cap, dựa vào đánh giá tình trạng viêm NASH hoặc mức độ sơ hóa và biểu hiện ngoài da. Về điều trị mắc phổi thì bao gồm thay đổi lối sống, đặc biệt quan trọng là cái chế độ ăn và tập luyện thể thao, giảm cân. Giảm cân là cái mục tiêu là 7-10% đối với bệnh nhân quá cân và béo phì. Chúng ta phải điều trị là điều trị các yếu tố nguy cơ. Chúng ta điều trị tình trạng viêm gan để tránh đưa đến tình trạng sơ hóa và sơ gan. Thì những cái thuốc hiện nay được khuyến cáo là vitamin E, pioglitazone. Chúng ta thay đổi lối sống và chiến lược phòng ngừa điều. Đây là cái phương pháp điều trị duy nhất cho bệnh nhân ở trẻ em. Và một cái đặc điểm nữa là khá là mới, đó là metformin thì có lợi cho bệnh nhân bị ung thư biểu mô tế bào gan liên quan đến MAFFOL bị đái tháo đường tiếp 2. Thì bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các quý vị. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Khánh Tường đã cập nhật cho chúng ta những thông tin rất là mới và hữu ích về chẩn đoán và điều trị bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến chuyển hóa. Và chúng ta biết rằng là cái bệnh này nó đang có xu hướng ngày càng gia tăng tại Việt Nam chúng ta. Nó đòi hỏi cho mỗi người chúng ta cần phải cập nhật và quan tâm đến để điều trị cho nó đúng, trúng và hiệu quả trên người bệnh. Sau đây thì xin mời ý kiến của các vị đại biểu. Vâng, bây giờ hiện nay đang có 3 câu hỏi cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Khánh Tường. Câu thứ 1 là nếu không có SAM thì có thể thay thế bằng glutathione uống hoặc tiêm truyền được không? Nếu được thì liều dùng và thời gian dùng là như thế nào? Câu thứ 2 là bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 có gan nhiễm mỡ thì dùng metformin thế nào? Câu thứ 3 là gan nhiễm mỡ có gamma GT kéo tăng cao kéo dài thì có cách điều trị như thế nào? Xin cảm ơn Phó Giáo sư Nguyễn Khánh Tường. Kính chào tất cả các thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Đầu tiên là xin cảm ơn tất cả các câu hỏi của các đồng nghiệp. Thì câu hỏi đầu tiên là vấn đề SAM. SAM đây là một cái thuốc mới
Mới là mới về ở nước mình thôi, còn ở nước ngoài nó có từ lâu rồi và nó liên quan đến vấn đề tổng hợp glutathione. Và nó không chỉ sử dụng trong cái bệnh NAFLD mà nói chung là nó sử dụng trong các bệnh gan nói chung, nhưng mà hôm nay là vì mình nói về cái bệnh MAFLD thành ra mình đưa ra một số nghiên cứu thôi. Tuy nhiên những cái thuốc này là những cái thuốc hỗ trợ, nó không nằm trong các hướng dẫn điều trị, do đó mình điều trị cũng được hoặc không cũng được thì tùy 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 mình thôi. Mình có thể sử dụng để cho nó làm giảm nhanh thêm cái men gan, cho bệnh nhân cảm thấy an tâm thì thuốc an tâm. Còn vấn đề thứ hai là vấn đề hỏi glutathione loại uống và loại truyền. Glutathione loại uống và loại truyền là glutathione mà thường là dùng trong các đơn vị về thẩm mỹ, tức là họ để làm trắng da. Cái này là glutathione của mình, ở đây là glutathione được tổng hợp ở gan nha. Cái glutathione được tổng hợp ở gan của mình thì mình không có truyền ở ngoài vào hoặc là uống vào thì nó không có hiệu quả gì trong bệnh lý gan hết, mà chủ yếu là trong những cái vấn đề làm trắng da mà điều trị về thẩm mỹ thôi. Còn vấn đề kế tiếp là câu hỏi về vấn đề GGT. Cái GGT thì nó tăng, GGT là một cái dấu ấn được xem là một cái dấu ấn điển hình của rượu. Tức là khi chúng ta uống rượu thì GGT nó sẽ tăng rất là cao, kế tiếp là AST và ALT. Và cái GGT này á, đôi khi á, nó là một cái dấu, nó gặp rất là nhiều bệnh lý, các bệnh lý về tim mạch, các bệnh lý về phổi, về thận, nó cũng có thể làm tăng GGT. Nhưng mà nó không có chuyên biệt cho gan, do đó nếu mình gặp một trường hợp mà có tăng theo cái kiểu là GGT, ALT, AST mà theo kiểu của bệnh MAFLD đó, hoặc là đôi khi nó chỉ là một cái tăng GGT đơn độc, AST, ALT hoàn toàn bình thường có thể gặp trong cái bệnh MAFLD hay là trước đây gọi là NAFLD, thì các bạn cũng tiếp cận giống như là nãy giờ tôi trình bày, đúng không ạ? Tại cái GGT này chỉ là một cái dấu hiệu, mình cũng phải tiếp cận, thứ nhất là mức độ nhiễm mỡ, thứ hai là có viêm hay không, thứ ba tình trạng sơ hóa và tứ hố biểu hiện ngoài gan, và mình cũng sẽ tiếp cận như vậy. Về vấn đề câu hỏi của bạn về vai trò ursodeoxycholic acid, thì ursodeoxycholic acid thì mình sử dụng khá là nhiều trong những cái bệnh lý về gan mà để giảm vàng da, để thải trừ mật ở đường ruột á, thì cái ursodeoxycholic này thường thường chỉ định đúng của ursodeoxycholic là trong những cái bệnh lý ứ mật, ví dụ như là bệnh xơ gan ứ mật nguyên phát, hay còn gọi là viêm đường mật sơ hóa nguyên, viêm đường mật ứ mật nguyên phát, viêm đường mật sơ hóa nguyên phát, hoặc những cái bệnh lý ứ mật khác. Còn cái chỉ định, hoặc là trong đôi khi được cái chỉ định trong trường hợp sỏi mật, sỏi cholesterol. Còn trong cái guideline của tất cả từ trước đến nay thì người ta thấy là ursodeoxycholic nó không có cái vai trò trong cái bệnh NAFLD và MAFLD. Nó là vai trò, đây là vai trò liên quan đến vấn đề nhiễm mỡ, liên quan đến vấn đề viêm, liên quan đến đường sơ hóa nha. Nhưng mà khi mình sử dụng trên lâm sàng thì thực sự mình thấy cái men gan nó cũng có giảm. Về các thuốc bảo vệ gan, các thuốc bảo vệ gan ở bệnh nhân NAFLD đó thì thực sự khi mình làm lâm sàng á thì mình có hay sử dụng thôi, chứ thực sự nếu các bạn tìm tất cả các guideline ra thì hầu như nó không có cái thuốc bảo vệ gan nào hết nha. Không có nào gọi là thuốc bảo vệ gan hết. Nếu mà các mình có kinh nghiệm về thuốc nào thì mình có thể xài silymarin, có thể xài ursodeoxycholic acid, có thể xài SAM, có thể xài thuốc folipic, vân vân, thì tùy mình ha. Còn hai cái thuốc hiện nay được khuyến cáo chỉ là cái thuốc vitamin E và bioglutazone thôi. Còn nếu mà có rối loạn lipid máu thì mình nhà xài statin. Còn vấn đề đái tháo đường thì cái thuốc đầu tay vẫn là metformin, và mình thấy gần đây những cái nghiên cứu mới cho thấy metformin nó có vai trò giảm được cái nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan trên bệnh nhân mà sơ hóa từ F3 F4. Do đó cái metformin đối với đái tháo đường hướng dẫn hiện nay 2011 vẫn là thuốc đầu tay đối với đái tháo đường, thì sau đó mình có thể phối hợp ví dụ GLP-1/4 hay vân vân, thì mình vẫn xài theo hướng dẫn thôi. Còn cái liều metformin thì thông thường tùy, mình có thể xài liều khởi đầu là 850 nhân 2, hoặc là loại SR là 1000 mg, tùy tùy từng cái đường huyết của bệnh nhân mà mình sử dụng. Thường mình chỉ có chỉ định sử dụng trên bệnh nhân đái tháo đường thôi, đái tháo đường mà bệnh nhân MAFLD có đái tháo đường thôi, còn MAFLD đơn thuần mà không có đái tháo đường thì hiện nay chưa có khuyến cáo sử dụng. Và đó là những cái câu trả lời của tôi liên quan đến cái vấn đề các câu hỏi của các thầy cô và các quý vị đồng nghiệp. Dạ, xin hết ạ. Dạ vâng, cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần.